Sáng nay, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với hơn 20 nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 để bàn giải pháp liên quan đến tình hình thiếu nước sản xuất cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển quốc tế Formosa FIDC, chủ đầu tư khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, nợ tiền nước của công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ. Dự họp còn có đại diện các sở ngành, cơ quan chức năng có liên quan. Nhiều doanh nghiệp là nhà đầu tư thứ cấp tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 cho biết đã thanh toán đầy đủ tiền nước theo hợp đồng ký kết với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển quốc tế Formosa FIDC, chủ đầu tư khu công nghiệp Mỹ Xuân A2. Nhưng do FIDC không thanh toán cho công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ, khiến đơn vị này giảm áp lực nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc làm của người lao động, gây mất an ninh trật tự trong khu công nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phản ánh chủ đầu tư khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 thu phí xử lý nước thải với đơn giá cao, không rõ ràng giữa việc thuê đất, tính tiền thuê đất, hạ tầng trong khu công nghiệp xuống cấp, FIDC bít các lối ra vào khu công nghiệp gây mất an toàn giao thông. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận các khó khăn của doanh nghiệp và đề nghị các doanh nghiệp thứ cấp có thể khởi kiện FIDC ra tòa, làm căn cứ pháp lý để FIDC bàn giao hạ tầng cấp nước cho công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ quản lý. Trên cơ sở đó, sẽ cấp nước trực tiếp cho các nhà đầu tư thứ cấp. Các vấn đề khó khăn khác, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh thụ lý hồ sơ, điều tra làm rõ FIDC vi phạm đến đâu, sẽ xử lý tới đó theo đúng quy định pháp luật.